tay. Đề nghị bộ trưởng tăng độ khó lên. Tăng độ khó. Cái hành động này quá dễ với chúng tôi. Đồng chí Tiên phạm luật rồi đúng không ạ? Đồng chí mời đồng chí Tiên lùi hai bước. Những gì chúng ta cũng chạy ra đi mà. Đồng chí Tiên ra đã. Trò chơi của chúng ta bắt đầu. Tay. Vai. Vai. Các ông chí quan sát nhá. Tay các ông chí, một số ông chí vừa rồi cử động là các ông chí cũng đã phạm luật, được chưa? Lần đầu các ông chí chưa hiểu thì chấm trước, lần sau nếu như các ông chí di chuyển là các ông chí sẽ phạm luật. Ví dụ vài ông chí nhấc lên, các ông chí định di chuyển rồi mà các ông chí lại đặt lại là các ông chí phạm luật. À, ok. Được chưa? Dễ nhất nhỉ? Rồi các ông chí, lần vừa rồi các ông chí chấm trước, các ông chí chuẩn bị thực hiện nội dung tiếp theo. Một tay xuống ạ. Đúng vậy, mà sợ chứ. Các ông chí thoải mái ra để chúng ta chơi không có gì cả. À, các ông chí tập trung ạ. Ui. Bắt. Cầm. Cầm. Vai. Mỗi ông chí một bên đúng không ạ? Miệng. Tay. Mũi. Mắt. Miệng. À, đồng chí Tiên ạ. Chị Tiên quan sát được đồng chí nào, đồng chí báo cáo. Đồng chí Tiên phạm luật rồi đúng không ạ? Đồng chí mời đồng chí Tiên lùi hai bước. Những gì chúng ta cũng chạy ra đi mà. Đồng chí Tiên ra đã. Mời đồng chí Thi Ngọc lùi hai bước. Còn đồng chí nào nữa, đồng chí nào vừa giơ tay nữa. Đồng chí đang ở miệng ạ. Mới có hai đồng chí thôi đúng không ạ? Các ông chí tập trung, các ông chí nghe, thực hiện chậm là các ông chí cũng sẽ vi phạm. Vai. Vai. Mũi. Miệng. Mắt. Miệng. Mắt. Miệng. Tay. Chị ơi. Rớt xuống đây không kịp nữa rồi. Đồng chí Đào nghĩ là đã tự tốc độ nó sẽ tăng dần theo thời gian nên các ông chí phải tập trung thực hiện nhanh. Nếu tôi hô sang đến động tác vị trí khác rồi mà các ông chí vẫn ở vị trí cũ là các ông chí cũng sẽ vi phạm. Nên các ông chí lưu ý. Tiếp tục. Chán. Mũi. Chán. Mũi. Tai. Mũi. Tai. Mắt. Miệng. Cầm. Cầm. Có sự xây dựng nhiều. Chị hai bước. Đồng chí nào nữa? Thế là còn 4 đồng chí đúng không ạ? 4 đồng chí rất xuất sắc. Các đồng chí tiếp tục để thực hiện một số vị trí khác. Tay. Chân. Tay. Vai. Mũi. Miệng. Mũi. Miệng. Mũi. Miệng. Miệng. Tay. Mắt. Thì rất là tốt đúng không? Thế là tôi bị hốt nhiếc. Tay. Đề nghị bộ trưởng tăng độ khó lên. Tăng độ khó nha. Tăng độ khó. Cái hành động này quá dễ với chúng tôi. Mấy cái này tôi thấy quá dễ. Nên là nào các ông chí tập trung là chúng ta sẽ tăng tốc độ lên để các ông chí thực hiện. Tay. Nào, mời đồng chí Tú. Chị nghĩ quá chuyện gì mà trên phải là mấy đồng chí nào, đồng chí nào quan sát đồng chí Cương ạ. Đồng chí nào quan sát không quan tập trung quan sát không? Đồng chí Dũng quan sát ai? Và các ông chí tôi quan sát đồng chí gì quan sát kỹ nhá, tôi phát hiện ra đồng chí Tuấn là hơi con mắt hơi để ý người khác nha. Nào các ông chí tập trung, còn ba đồng chí ạ. Đồng chí Việt là tự giác cả nhận lỗi. Đồng chí Dũng sẽ bị hình phạt. Đồng chí Dũng ra nữa xong sẽ bị hình phạt ngay lập tức. Còn hai đồng chí, các đồng chí tập trung. Trời ơi. Kết ạ. Đây. Đây. Thế là cả hai đồng chí đều thực hiện thua cuộc. Thế là nội dung này không có ai thắng cuộc và mũ trưởng không mất phần quà nào. Sau hiệp ngủ, sản xuất bởi Viettel Media.